Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Đăng Hưng, anh em Cương Nguyễn, anh em Lê Xuân Khánh, anh em Minh Đặng, anh em Đỗ Hoàng Hải, anh em Đặng Minh Trung, anh em Khuynh Vũ và cuối cùng là anh em Phạm Xuân Ngọc. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, ở thời điểm hiện tại, ngoài việc ủng hộ cho kênh bằng cách donate và đăng ký hội viên thì anh em có thể ủng hộ cho kênh bằng cách mua hàng ở trên kênh qua cái giỏ hàng Affiliate nha anh em nhé. Link giỏ hàng sẽ được gắn ở phía dưới bên trái hoặc là ở trong phần mô tả ở mỗi video. Và ngày hôm nay sản phẩm của tôi bán vẫn là áo sơ mi lam và cả áo sơ mi nữ nữa anh em nhé. Với áo sơ mi lam thì hiện tại giá giảm từ 200k xuống còn 95k cho một chiếc sơ mi lam. Và với sơ mi nữ thì được giảm xuống còn 69k cho một chiếc sơ mi nữ. Áo sơ mi thì chất liệu lụa chống nhăn, màu đơn giản một màu và có khá là nhiều màu cho các anh em lựa chọn. Sản phẩm sơ mi này có vẻ như bán khá là chậm đối với tôi. Hôm trước bán thịt bò nhanh lắm, bán thịt bò giảm giá xuống là rất nhiều người mua và bán vèo phát là 2 ngày là hết là 200 đơn. Đấy, nhưng mà cái sơ mi này có vẻ như ít anh em quan tâm hơn. Hôm trước là tôi để được cái giá là 69k ấy, là cũng có khá nhiều anh em mua, nhưng mà nó có giới hạn thôi. Hôm nay thì chúng ta không thể mua được với cái giá 69k nữa, mà chỉ mua được với cái giá là 95k. Và có thể là ngày hôm nay cũng sẽ không thể bán hết được 200 đơn. Nếu mà ngày hôm nay mà không bán hết thì ngày mai tôi sẽ đổi cái sản phẩm khác anh em nhé. Nên là hôm nay mà còn anh em nào mà vẫn đang có ý định là sẽ sắm cho mình một cái bộ sơ mi để mặc thì anh em hãy mau sắm đi nhá. Hôm nay nó sẽ là cái ngày giảm giá cuối cùng đấy, ở trên kênh của tôi, với cái mức giá là 95k. Còn sau ngày hôm nay thì anh em vẫn có thể mua với cái giá khuyến mại, nhưng mà nó sẽ không được 95k nữa anh em nhá. Nó có thể là nó sẽ khoảng 120 đến 130 gì đấy. Còn cái giá 95k là cái giá mà được YouTube trợ giá mới được như thế anh em nhá. Tức là bây giờ để cái link Affiliate Shopee ở trên YouTube là sẽ được YouTube trợ giá trong thời điểm mà thí điểm cái kết hợp giữa YouTube và Shopee đấy. Và cái chương trình kết hợp này tôi nghĩ là nó sẽ trợ giá đến hết tháng 12 năm nay. Đấy, nên là tranh thủ có mặt hàng gì mà ngon bổ rẻ anh em có thể sắm được thì anh em mua đi. Đợt này thì tôi một công đôi việc luôn. Một là gì, là tôi để cái link Affiliate để cho anh em mua. Nhưng cái thứ hai là những cái mặt hàng mà tôi cần mua ấy, là tôi cũng để lên đấy luôn. Để lên để làm gì? Để mua cho nó rẻ anh em ạ. Đợt sắp tới là cái đợt sắm Tết ấy, tôi sẽ để mấy cái món đồ mà hay mua vào cái dịp Tết đấy, tôi sẽ để lên và tôi sắm. Và anh em nào cần thì anh em mua nhá. Ngày mai tôi có cần mua mật ong anh em ạ, nên là tôi sẽ để một cái link mua mật ong đấy, cho anh em nào cần mua mật ong anh em có thể mua với một cái giá ưu đãi hơn so với việc anh em lên Shopee và anh em mua. Thực ra nhá, cái đợt này tôi tự nhiên nó có cái vụ là tiếp thị liên kết Affiliate này. Tôi lại có rất là nhiều nhu cầu là muốn mua hàng. Bởi vì làm sao? Mình mua mình được giảm giá đấy, sau đó mình lại còn được hoa hồng nữa. Do chính bản thân, kể cả là bản thân mình mua xong rồi mình được trừ cái điểm hoa hồng ấy, coi như là về cái YouTube luôn. Tức là được giảm hai lần đấy. Cái tiền đầu tiên là cái tiền giảm giá khi mà mua hàng qua cái link Affiliate này. Xong cái tiền giảm thứ hai đấy chính là cái tiền mà sau khi mình mua ấy, mình được cái tiền hoa hồng từ Affiliate nữa. Thế nên là đợt này là tôi cũng có dự định khá là nhiều đấy, mua khá là nhiều thứ. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh em luôn để các anh em nào mà có nhu cầu anh em có thể mua nhá. Đợt này ấy, là tôi định là sẽ gắn link Affiliate làm nào cho đủ một cái bộ PC mới. Set sắp tới là tôi sẽ sắm một cái bộ PC mới. Nên là tôi sẽ để dần dần. Đấy, đầu tiên là sắm cái gì? Sắm chip này, xong sắm bo mạch chủ này. Đấy, sắm RAM, sắm cặc màn hình. Đến khi nào mà chúng ta đủ một cái cỗ máy hoàn thiện để có thể sử dụng được thì thôi. Anh em nhá, anh em hãy nhớ đấy, là cái đợt sắp tới là tôi sẽ build, tôi sẽ gắn link đấy, một cái cỗ máy PC luôn. Tất nhiên là không mua một phát luôn, mà sẽ là chia rời từng linh kiện một. Cái này thì cũng đòi hỏi là các anh em phải hiểu biết về máy móc một chút. Anh em mua linh kiện về rồi anh em lắp ráp. Đấy, còn về cấu hình mà tôi gắn link ấy, thì anh em cứ yên tâm nhá. Cấu hình là đã được tham khảo chuyên gia.
ấy, và có thể cân mọi loại game ở thời điểm hiện tại ở mức là max setting, cũng như là có thể rất là tốt cho cái việc là sử dụng vào đồ họa. Đấy, đồ họa là bao gồm là render video này, render ảnh hay là dựng 3D rất là ok luôn, bởi vì tôi mua là để tôi làm luôn mà. Đấy, nên là việc của tôi là làm những cái việc đấy thì anh em yên tâm là nó có thể đáp ứng được hết mọi cái nhu cầu của anh em luôn. Đấy, và với mức giá dự tính là khoảng 15 triệu trên dưới một chút, khoảng đấy. Chi tiết về linh kiện thì anh em hãy theo dõi những cái video clip tiếp theo, theo dõi cái giỏ hàng ở trên kênh nha anh em nhé. Rồi, hôm nay chơi gì đây? Hôm nay chắc là đang thấy có chiều hướng là chơi mết anh em ạ. Đồ này thì nó cũng chơi mết được, để xem là có chơi mết được không. Trận này thì nếu mà chơi mết ấy thì khả năng là tôi sẽ chơi mết phách, bởi vì ở trong cái truyền thuyết nó cũng không có quá nhiều cái con mết mạnh mà chúng ta chơi hàng riu. Ở trong truyền thuyết ấy, nó không có rồng lam đô và rớt, nó chỉ có con lick thôi. Đấy, mà lick thì kết hợp với nhiều cái bộ khác, ví dụ như là bộ 9 mết phách cũng rất là ok, chúng ta không cần phải chơi riu. 9 mết phách thì bây giờ có thể kết hợp được với rất nhiều con. Đặc biệt là ở trong cái bộ truyền thuyết ấy, nó có con Storm Shaman và con Lancer là những cái con mà kết hợp với fake rất là hay. Chơi fake nó cũng có cái hay riêng, mà chơi hàng riu nó cũng có cái sức mạnh của nó. Hai bộ thì tùy vào mỗi trường hợp mà nó mạnh, nó yếu khác nhau. Như cái bộ fake này thì nó chơi nó khá là linh hoạt, chuyển bài nhanh, chuyển từ mid fake sang cá hay là sang Fiazer hay là sang Warrior nó đều rất là linh hoạt. Đấy, còn cái bộ hàng riu thì nó có một cái là nó tung trưởng nhờ cái bộ lăm rồng, tung trưởng sớm, sức mạnh thì khá là tối thượng. Tuy nhiên là nó lại sợ gặp 6 cá, nên cái những cái pha mà gặp 6 cá rất là nguy hiểm. Chơi fake thì lại không sợ gặp 6 cá lắm, bởi vì nếu mà thấy đối thủ chuyển sang 6 cá, chúng ta có thể chuyển ngay sang cái bộ bộ 6 cá luôn để chơi cùng với 6 cá cũng được. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy, tức là chuyển rất là nhanh. Thậm chí là nếu mà chơi fake có thể lấy cái RO, sau đó là lấy, nếu mà ra được quyển sách ấy, là chuyển sang chơi beat fake. Chơi beat fake cũng được luôn anh em nhé. Chuyển từ 9 mét fake sang là beat fake, chơi gấu làm co, cầm sách rồi cầm RO vẫn ngon lành luôn. Có lên là up cấp lên 7 không nhỉ? Tôi nghĩ là lên 7 cũng không ăn được nó ấy, nên là tôi không up cấp anh em ạ. Gặp thằng có chuối kia, tôi nghĩ là tầm này tôi vẫn chưa đủ sức mạnh để ăn được đâu. Nếu mà nó là con Senbou 2 sao thì khác. Senbou 2 sao thì cơ hội ăn nó sẽ cao hơn. Ok. Bây giờ mà có thêm một cây 2 nữa thì tuyệt vời. Cây 2 thì cho vào, có thêm tăng cơ phía trên thì khả năng là sẽ ăn được. Trận này tôi sẽ nuôi con rồng rồng mập anh em nhé. Rồng mập này nếu mà kết hợp với cả mết cũng được, mà kết hợp với warrior cũng được. Trong cái trường hợp mà chúng ta phải chuyển sang warrior late game ấy, chúng ta có thể dồn đồ cho rồng mập, co rồng mập. Nó tùy vào đồ anh em ạ, để xem là cái món đồ cam đầu tiên nó là những cái món gì. Mà chúng ta lấy được những cái món tăng cơ như là cái giáp thép thì có thể chúng ta chơi warrior cũng ngon. Warrior fake. Ok, tôi vẫn thua này, rơi vào đánh căng phết nhỉ. Không thua được. The alpha always gets the bow. Rồi, lại kiếm quyển sách ở đâu này đó. Tự nhiên lại ra con Dragon Claw.
Ra Dragon Claw lại nghĩ đến cái bộ chơi rồng kết hợp với cả mết anh em ạ. Nhưng mà lại không có rồng Lam Đô nhỉ. Không có rồng Lam Đô thôi, có lẽ là không. Không có rồng Lam Đô không chơi được Lam rồng 9m đâu anh em ạ, khó lắm. Chơi phải đánh cái level 12 làm sao mà lên được, không lên được đâu. Thôi. Ok. Vớ vẩn này, round này lại không kiếm được sách chết. Chết rồi, chết hết cả human rồi. Còn một con thôi. Hy vọng con Akali sẽ sống sót. Ok. Nó sạch cái đã. Và pick cái con này vào luôn. Wizard pick luôn này. Tầm này chưa cắt được chuối của nó đâu anh em ạ. Tầm này chưa cắt được đâu. Khó lắm. Áp dần lên 8 nhá. Áp dần lên 8 đi. Tầm này chưa cắt được, không dám mạo hiểm. Còn thiếu nhiều wizard quá. Bây giờ phải thêm con. Ví dụ ra Grim tôi sẽ sẵn sàng là tôi roll đấy. Ra Grim mà tôi roll tôi form về 9m luôn. Lên 8 rồi roll. Thêm một con cây 2 sao nữa là ăn được. Ok. Vẫn khá là mạnh đấy chứ. Tôi sắp có chuỗi rồi này. Trông như này vẫn không ăn thua. Chưa ăn thua đâu. Cây 2 sao tốt. Cây 2 sao. Xong rồi bỏ cái con Shadow ra. Bỏ con Shadow ra. Phải có một cái con tăng cơ mạnh ở phía trên. Hiện tại con Orc nó cũng có thể đóng vai trò tăng cơ phía trên cũng ổn. Máu khá nhiều ấy. Ra 17 rồi chưa gặp đâu nhá. Có khi nào gặp luôn rau này không nhỉ? Ui chưa gặp. Nhưng mà gặp thằng này nó cũng khỏe. Ui thằng này khỏe quá anh em ạ. Thua. Thua. Thằng này khỏe quá. Ơ nhìn thằng này giống một chơi ấy đấy nhỉ. Anh em thấy nó có giống một chơi God kết hợp với cả Sembo Exit không? Với cả bộ Hapbox không? Giống nhỉ? Lấy đồ giống lắm. Đúng rồi. God kết hợp với Hapbox anh em ạ. À, hay đấy. Cây 2 sao này. Căng nhỉ? Ra cả máy bay ạ. Máy bay trận này có ngon không? Máy bay giờ không tín cho lắm. Thôi. Tôi vẫn đang muốn chơi mết. Đồ này khá là ngon rồi anh em ạ. Vẫn chưa gặp luôn. Vậy là chúng ta sẽ gặp nó ở round 19 anh em ạ. Round cuối cùng luôn mà. Ở cái round 19 thì có lẽ là khi mà biết chắc chắn là gặp đối thủ nào thì tôi sẽ roll. Round này tôi sẽ roll anh em nhé. Roll mạnh tay một chút. Phải cắt được chuỗi. Nó sang soi kìa. Nó sang soi. Này ăn được không?
Con già này thổi nó cũng khá là khỏe đấy. Sáu cờ lai à? Ui, tôi chịu. Sáu cờ lai, sáu cờ lai, bốn glacier, chịu thôi anh em, không ăn được, khó lắm. Không có cửa rồi, thôi kệ nó đi. Phải form về 9m thì mới ăn được anh em ạ. Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải quá vội đâu. Chưa có Grim mà không dám xả tiền ấy. À đây rồi. Được. Vậy thì round sau chúng ta sẽ xả mạnh. Về 9m rồi là được rồi. 9m là con cây chỉ cần lên được 3 sao thôi là gánh được. Kiếm tí sách này. Cái thằng Clay nó có một cái chuỗi khá là dài. Nhưng mà thằng đấy nó xả tiền nó khá là gắt anh em ạ. Nó xả tiền khá là gắt đấy. Nên cái việc mà nó giữ được chuỗi nó là đương nhiên thôi. Ui, hai con máy bay này. Điều thật. Mà thôi, không chơi đâu. Cây ba luôn. Đây rồi, đủ bộ luôn này. Ok. Đủ bộ cái đá. Tạm thời thế này đã anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Triệu hiến tế. Được đấy. Hợp lý quá nhở. Dồn đồ cho cây đã anh em nhé. Dồn đồ cho cây đã. Tầm này đổi đồ chắc tôi đổi đồ cam thôi. Chơi mết bây giờ không mấy khi đổi đồ tím đâu anh em ạ. Chủ yếu đồ cam lấy gậy xanh. Gậy xanh với gậy hack. Bây giờ gặp là cắt chuôi được đấy. Gặp chưa? Chưa gặp. Gặp một thằng Clay khác anh em ạ. Tôi cứ tưởng là tôi gặp cái thằng đấy nhưng mà không, đây là thằng khác. Dạo gần đây là cũng có nhiều người chơi Clay lại rồi. Cái bộ này có vẻ như nó đang comeback trở lại với cái bộ Warrior đấy anh em. Clay comeback trở lại Warrior, khá nhiều người chơi. Con rồng mập mà kết hợp với cả 9m bây giờ không uy tín lắm nhỉ. Không như ngày xưa. Vớ vẩn đâu này, thua này. Thua à? Phải thế. Ngựa trâu thật. Doom có, con Doom phải chơi, con Doom phải chơi. Ok, Claim 2 sao à? Chơi bộ này thường nó sẽ không chơi con già anh em ạ. Ui, trở lại 3 thằng Clay luôn. Ác thật. 3 thằng chơi Clay. Quá ghê gớm. Ok rồi đấy, có con Flame đằng sau là có đam rồi. Chơi bộ này chúng ta sẽ chơi bằng con Thunder làm co anh em nhé. Không chơi bằng già đâu. Con già nó tụ trưởng lâu lắm. Chín mét này thì tung trưởng càng sớm càng tốt anh em ạ. Con già nó mất thời gian nó tụ trưởng. Đến lúc nó phọt trưởng ra thì có khi là đội hình bay hết rồi.
Con Thunder thì khác, con Thunder vào phát được xe quạt là đông cứng đối thủ luôn. 9 mét nó mạnh ở cái chỗ đông cứng đối thủ ấy. Dừng lại ở 8 roll thôi anh em nhé. Bình tĩnh. Tầm này là giữ được máu rồi. Dừng lại ở 8 roll. Ui thằng này câu ra con gấu assassin 2 sao ạ. Căng phết nhỉ. Thua luôn này. Nó đi kết hợp gấu assassin với cả ấy à, với cả metalite à. Thunder giờ phải lên 2 mới gánh được. Cay nhỉ. Vẫn đang thiếu đam. Chưa có đam kết liễu. Chỉ cần con Thunder lên được 2 sao thôi. Một con thôi. Nó xin một con Thunder lên 2 sao đi. Hỏng rồi. Trông đối thủ xanh quá rồi anh em ạ. Chuối cộng 17 kia con ngựa của nó ấy, nó sẽ tích được rất nhiều đam ấy nhá. Đánh cái toàn thắng cái kia thì ngựa sẽ có rất nhiều đam luôn. Xong rồi lại vớ vẩn lại gặp cái thằng 9 warrior này. Nó cắt chuối nữa thì thôi xong. Đồ này bây giờ đổi đồ cam đợi. Bây giờ round 25 rồi anh em ạ. Đợi chút. Vẫn chưa lên được Thunder 2 sao chứ. Roll ở 8 từ nãy đến giờ luôn ấy. Đen nhỉ. Cây này nó không gánh được. Nếu mà muốn chơi co cây ấy, thì phải có một chút đồ tăng cơ nữa. Ui rồi ôi. Thằng này nó lên được con Sambo 3 rồi này. 4 gót. 4 gót kết hợp với cả Sambo Exit kết hợp với cả Havoc. Đánh vào level 9. À đâu, cái bộ này đánh vào level 8 đủ rồi ấy nhỉ. Level 8 là đủ anh em ạ. Level 8 đủ bộ luôn. Thằng ấy nó lên được 8 rồi. Kiếm thêm con Havoc nữa cho vào là đủ. Càng ấy. Hyperon ở level 7. Bây giờ chuyển sang Feather thì bị cái thằng này nó đấm anh em ạ. Chuyển sang Feather để tận dụng con cây 3 sao. Nếu mà gặp thằng đấy để 9m vẫn ngon hơn. 9m có khi nó sẽ cản con Sambo không bắn được trưởng ấy. Vào phát nếu mà chúng ta tung trưởng luôn thì cái con đấy nó sẽ bị lỡ mất một nhịp. Một nhịp tung trưởng. Cái nhịp thứ hai có thể con Doom nó sẽ Doom vào. Tôi để sẵn con Doom ở đây rồi. Ui may thế. Được. Thế thì không phải roll nữa. Lấy câu vực thảm không? Trận này cũng ít mết. Chỉ có mỗi con Sambo thôi. Sambo của đối thủ thì không cần đâu anh em ạ. Lấy cái này đi. Cái này ngon hơn. Con Sambo Exit của đối thủ mà bị cấm đánh nó cũng sẽ không tung một trưởng anh em nhé. Không biết đấy là bug hay là tính năng. Nhưng mà con xin chia sẻ với các anh em cái điều đấy nha anh em nhé. Để anh em dễ dàng anh em có thể counter vào Sambo Exit. Anh em chỉ cần một cái cấm đánh thôi là nó sẽ bị cấm đánh cho đến khi mà nó hết cấm đánh nó mới tung được trưởng. Đấy, hay ở cái chỗ đấy anh em ạ. Tất nhiên là nó chỉ bị cấm đánh khi mà cái lượng đam của nó là to nhất anh em nhé. Còn nếu mà cái con cây nó lên được 3 sao ấy thì con cây cái đam của nó sẽ to hơn và nó sẽ cấm đánh con cây. Thì con Sambo Exit của đối thủ nó vẫn sẽ tung được trưởng. Đó. Ở thời điểm hiện tại thì nó không tung được trưởng nhưng mà tí nữa nó sẽ lên được cây 3. Và khi mà cây lên được 3 thì nó sẽ tung được. Do cái đam của con cây nó to hơn. Con cây là con 3 tiền 3 sao, đam to hơn. Đấy, tiền to hơn. Nhưng mà nếu mà nó cứ đắp đồ thêm vào trong người con Sambo thì cũng chưa biết ở đâu. Đây, đầu Sambo này. Đấy, ui lên cây 3 rồi. Thế thì chịu rồi, cây 3 nó bị cấm đánh anh em ạ. Nhưng mà không sao, lấy cấm đánh để còn đánh với những cái nhà khác nữa.
Anh em cũng có thể thấy là đây này, 9m nó ăn được này. Đấy, nếu mà để 9m là ăn được, yên tâm. 9m này nó khi mà nó tung trưởng được thì nó có thể cản được một lần bổ của cái con Sambo. Đến cái lần bổ thứ hai thì có thể là tất cả các cái con khác nó đã chết hết rồi. Còn một mình cái con đấy thì nó sẽ bị doom thôi. Trên này sẽ đánh, tôi nghĩ là tôi sẽ roll ở level 9 thế đã. Roll một chút. Xem có con nào đấy ngon nghẻ mà lên được 2 sao thì lên 10. Không là chúng ta cứ ở đây chúng ta tìm con Thunder 3 sao. Tìm thêm cả con Sambo nữa. Thực ra Sambo bây giờ mà bảo lên được 3 sao thì hơi khó. Bởi vì là cái thằng kia nó cướp hết bài rồi. Đây là 9 Warrior này. 9 Warrior. Ui rồi. Dã man. Thậm chí là có Lancer đấy nhá. Có Lancer mà rồi cũng là xoay quạt cái là bay màu thôi. Thunder khỏe thật sự. Ok, những cái món đồ này thì tôi chưa có đổi vội. Từ từ đã. Con Thunder của tôi bây giờ là con Thunder 3 sao rồi đấy. Nó tương đương với con Thunder 3 sao, rất khỏe. Với một con Thunder 3 sao với cái vòng xòe quạt nó rộng hơn, rồi đam nó to hơn. Nó có thể kết liễu cái con Lancer trước khi có thể là tăng cái kháng phép của nó lên. Cái lượng máu nó không đủ chịu được một cái chiêu của con Thunder. Đổi một cái món đồ cam nữa. Hút máu đây. Được. Rồi. Thái lên được 11 rồi anh em ạ. 6 Glacier, 6 Clyde. Ui dồi ôi. 6 Glacier, 6 Clyde kìa. Một xòe quạt. Có huyết trượng anh em ạ. Quá dã man luôn đấy. Con lick này vào thay cho con Flame cũng ngon. Tí nữa sẽ Doom 2 sẽ vào thay thế cho Flame anh em nhé. Bây giờ Doom vẫn một sao, tôi bỏ tạm ra ngoài cái đã. Đồ này bây giờ cũng chưa đổi được. Thôi cho cây cầm đó. Con cây tăng cơ phía trên. Con Thunder nó ở hàng 2. Rồi bây giờ là chỉ còn God Sambo đúng không? Và con 6 Glacier, 6 Clyde. 6 Glacier, 6 Clyde thì nó sẽ dồn đồ cho con Lancer thôi. Lancer có khiên của Clyde, khả năng là nó sẽ trụ được đấy. Không thể coi thường đối thủ đâu anh em ạ. Vừa nãy nó dồn đồ cho con ngựa thì có thể là chúng ta vẫn ăn được thôi. Nhưng mà nếu mà nó chuyển đồ cho Lancer thì khó đấy. Có lẽ là tí nữa sẽ phải chuyển sang 9 Warrior. Ủa, căng vậy. May quá, vẫn ăn được anh em ạ. Con cây nó đủ trâu. Có lẽ là tôi sẽ phải lấy cái đồ hồi máu cho con Thunder. Con Thunder nó đi luôn anh em ạ. Không được. Lancer này. Được. Tí nữa chuyển sang Warrior thì có thể cầm con này luôn. Cái con Lancer này nếu mà chúng ta không muốn chuyển sang cái bộ Warrior ấy, có thể cầm con Lancer này làm co cũng được luôn anh em nhá. Lancer làm co đánh với cả nhà Sambo Exit kia. Con Sambo Exit nó sẽ không thể kết liễu được con Lancer ở đâu. Nó không có cái gì mà nó có thể ăn được con Lancer ấy. Lancer 2 sao là chắc chắn là ăn được. Đấy, đánh solo luôn. Dồn đồ cho Lancer. Lancer 2 sao nhưng mà cầm gậy xanh thì cũng uy tín lắm ấy nhá. Rồi còn tạm thời thì cái con Thunder nó vẫn sẽ gánh. Hiện tại là tôi ăn được cả hai nhà đấy. Còn nhà Clyde thì nó ăn được cái nhà God. Nhà Clyde ăn được nhà God.
Nhà Clay thì chắc là nó chỉ đánh được ở level 11 thôi. Nó sẽ không lên được 12 đâu. Tức là nó sẽ không kẹp được cái bộ Kira, nó sẽ không kẹp thêm được Kira nữa. Nó chỉ là 6 Glacier kết hợp với 6 Clay thôi. Con Thunder của tôi nó không có đồ tăng mana, nó bắn trưởng hơi chậm. Thế này đi. Rao sau gặp God thì cho Doom vào đánh với God anh em ạ. Ui, ba cái đồ này đều rất ngon nhá. Bây giờ tính em lấy cái gì nó hợp lý nào. Vĩnh Hằng có vẻ là cái món mà không cần thiết nhất. Lấy cái nhẫn quyền lăng này cũng hay này. Đũa phép cũng hay mà nhẫn quyền lăng cũng hay. Vĩnh Hằng thì không cần thiết bởi vì tí nữa dồn đồ cho Lancer thì cũng không cần. Mấy cái thằng Clay thì chúng ta cầm Vĩnh Hằng có cái tác dụng rồi đó. Thằng God kia thì nói chung là nó không có đủ đam để giết Lancer đâu. Nên là tôi cũng không lấy Vĩnh Hằng làm gì cả, nó phí lắm. Cho một cái nhẫn này để tăng độ châu chó đánh với Clay. Và tí nữa ấy, chúng ta có nhẫn xong chúng ta chuyển về 9 Warrior đánh với 6 Glacier, 6 Clay cũng ok anh em nhé. Tính là chuyển sang Warrior mà. Chuyển sang 9 Warrior fake thì bây giờ không sợ cả hai nhà luôn ấy anh em ạ. Nhưng mà bây giờ đang 9m này đang ăn được cả hai thì tôi vẫn cứ chơi thôi. Còn nếu mà chúng ta chuyển sang 9 Warrior fake thì gần như là ăn được cả hai rồi. Thậm chí là còn có 6 cá luôn nếu mà thích. Nhìn thì biết top 1 rồi đấy. Nhìn biết top 1 rồi. Thôi, để thế này là xong rồi. Bây giờ tôi chuyển qua chuyển lại. Cái round mà gặp God ấy tôi để 6 cá vào là chắc chắn là thằng God bay màu. Nhưng mà tôi cũng rất là muốn test để xem là 9m liệu rằng có ăn được không. Nên là tôi cũng chưa có muốn chuyển. Lại gặp thằng này à? Tính nhầm. Thằng này thì vô tư. Ui giời anh em ơi. Cũng là dồn đồ cho Lancer đấy. Nhưng mà vẫn bị đấm chết kìa. Thế thì chắc là cũng chả cần chuyển sang Warrior nữa rồi. Khỏe thật sự. Thậm chí để 9m cũng ăn được luôn á. Hay nhờ. Chứ rồi, đao này phải xả tiền đó. Mạnh mẽ hơn tí nào. Vẫn còn một slot à. Ui. Ui tôi chết rồi. Cái này thì làm gì còn gì để mà ấy đâu. Hai slot nữa. Ui. Phút rồi. Bán tia su đi à. Bán được hai con. Bán này bán Tetsulami đi. Không cần 6 cá nữa anh em ạ. Tôi tính lại rồi. Tính lại không cần 6 cá đâu. Rồi tạm thời lóc lại nha anh em nhé. Tôi vẫn muốn mua Tabu. Thực sự là không cần 6 cá khi mà chúng ta có cả Tabu Witcher, cả Lancer ở đây. Đánh với cái nhà God kia thì có sợ gì đâu. Làm gì đủ đam giết được. Không đủ đam giết được. Thoải mái. Thằng này phải kẹp cá rồi anh em này. Ây da. Cũng căng á. Kẹp cá vào vẫn không ăn thua luôn này. Đấy. Vẫn ăn được luôn. Lắp lại. Ui rồi ui lên sơ 2. Quá tuyệt vời. Thay con Senbou ra.
Thunder còn hai con nữa mới lên được 3 sao. Thằng chờ này coi như là full rồi đấy. Thôi, bây giờ lại tích tiền tiếp anh em ạ. Phải có một chút tiền nhiều nhiều một chút để khi mà chúng ta full cái hàng chờ chúng ta có tiền xả để mà lên được 3 sao ấy. Không là ít tiền đến lúc mà xả nó không lên được 3 sao thì là toang ấy. Trận này chắc chắn top 1 rồi. Còn giữ được cái chuỗi này không thì chưa biết. Nhưng mà top 1 là cao đấy anh em ạ. Top 1 là cao luôn. Thậm chí bây giờ tôi còn chưa thèm đổi sang 9 Warrior luôn. Vì tôi thấy như này là đủ ăn rồi. 6 Glacier, 6 Clive bây giờ thậm chí không ăn được cả 9m luôn. Mặc dù nhá, bộ này là dồn đồ cho Lancer rồi đấy. Ảo thật. Đấy anh em thấy chưa? Vẫn là không ăn được. Quá tuyệt vời. Tiết kiệm tiền tí Heron nhỉ? Tôi nghĩ là tiết kiệm tiền tí đi. Rao 35. Rao sau mà nó ra một cái con gì đấy mà chúng ta thiếu cái hàng chờ thì sẽ phải roll. Còn không thì thôi. Trận này chắc chắn nó sẽ phải đưa con rồng và cái con Thunder lên được 3 sao. Rồi thêm con Lick lên 2 sao nữa là mắc binh. Thế thôi. Rồng lên 3 sao và thay cho vị trí của một con Thunder. Đấy. Thế là chúng ta full rồi. Hết chỗ rồi. Hoặc là có thể là con Tabu Witcher chả. Tabu Witcher mà lên 2 sao cho vào. Dồn đồ cho Tabu Witcher rồi sao. Cũng được á. Dấu ấn thần thánh á. Ui lại ra Thunder này. Thế phải roll rồi. Rồng Tabu Witcher. Ui rồi ôi, Thunder 3. Quá tuyệt vời. Đổi thêm được một cái món đồ tím không? Hay đổi đồ cam luôn? Đồ cam luôn nhỉ. Nhưng mà đổi này hơi nhiều. Ok. Khiên thiên thể. Cái này đi. À không 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 không. Nhầm. Không được. Không được anh em ạ. Nhầm. Toang ấy. Chuyển đồ cho Tabu toang ấy. Không được. Ok. Rồi. Đấy kẹp cá không ăn thua. Anh em nhìn này. Con Thunder của tôi thậm chí nó còn bị hất nhá. 19 máu. Ui 19 máu đi luôn ạ. À. Thế quá mạnh em ơi. Ui một mũi tên là trúng hai con chim nhạng luôn. Quá tuyệt vời anh em ơi. Trò chơi kết thúc rồi. Anh em biết tại sao tôi lại không chuyển đồ cho Tabu không? Bởi vì là hai cái con co của đối thủ cầm đồ ấy, nó không có mana anh em ạ. Chẳng có cái tác dụng gì cả. Anh em nhá. Nên là dồn đồ cho con Thunder hợp lý hơn. Rồi 9m là cũng ok đấy. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ 9 Warrior nó quay trở lại nó mạnh mẽ đến cỡ như nào anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải chơi giống như đối thủ trận đấu này luôn. Senbo Aegis kết hợp với cả 4 God và 4 Half Orc. Cực kỳ hay. Rất là khỏe ở trong meta hiện tại. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.